Sâu dữ. Chết. Chết 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 chết. Chết không? Ừ, chào cả nhà nha. Nay anh em tụi mình tiếp tục đi săn nha cả nhà. Em xuống Vĩnh Lộc mình bắt tích cho cả nhà xem nha. Đây, nay đi với lại anh em Vĩnh Lộc nhào. Đây mấy anh em Vĩnh Lộc đây. Hai hả? Có xì linh sót nữa. Đó, cầm ná rồi ta nữa nè. Rồi bạn Hào làm cameraman mình quay nha, mình săn nha cả nhà. Rồi xuống kiếm con đầu tiên nha. Nè. Dẹp điện thoại đi, đưa điện thoại cho nó cầm đi. Đây bãi nha cả nhà. Bãi này có trích mà chắc ít, nhưng mà bãi nhỏ mình ghé mình loại trước nha cả nhà. Cái này đi săn đâu để đi quay đi xét đi rồi săn. YouTube nó điên chứ không ấy. Thằng sao nó kìa. Đó. Đi rồi xuống bãi cả nhà ơi. Quay kênh lia máy lấy chương hình đấy nha. Rồi chết 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 cả nhà ơi, chết cả nhà ơi. Con đầu tiên nha cả nhà. Con đầu tiên cả nhà ơi. Đây, đầu tiên quắc bèo nha cả nhà. Bắt ngồi đứng nha. Để anh gỡ ngoài xong đây tiếp cho cả nhà xem nha. Tắt đi hả? Tắt đi, lên trên gỡ ngồi xong xuống đi. Bãi chua quá. Chua thiệt. Dưới mấy cái này nè. Đi bước có giò lại. Đi bước nào đó được. Đi tờ lục tích lỗi mắt hết rồi. Hả? À, kêu đâu? Kêu mấy ông đây hả? Quắc bèo, quắc bèo. Chết. Chết quắc bèo không rồi. Con quắc bèo thứ hai cả nhà ơi. Đi kiếm chết mà bắt ba quắc bèo này không chết luôn. Ở đây con. Ê con gì chạy nữa kìa. Tích quắc bèo gì vậy? Đó, chúng ta lại dùng nước trắng với Hà Nội. Trắng ướt lông hết đi. Đây con. Tiếp. Phải khó loại quá nha cả nhà. Coi thông cảm nha. Đây con quắc bèo thứ hai. Rồi anh gỡ mồi xong quay tiếp cả nhà xem nha. Hồi đó nó là cái ruộng sao giờ nó sâu dữ. Chết. Chết 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 chết. Chết không? Bắt được chết luôn nha anh em. Má chỗ này thơm vậy. Mà bây giờ mới thấy được chỗ này thơm á. Rồi. Chà, rít màu đỏ dữ à. Mập không? Mập thì thôi luôn. Ở đây nè, đi vòng đây nè, đi lần cái chỗ lồng trên đó đó. Vòng chú bóng này nè. Trích nha cả nhà. Camera mới bây hết pin. Giờ mưa quá. Vì máy hết pin nữa thôi kêu thằng Hảo đứng trên luôn mình lõi xuống nha. Đây em trích nha. Mà bây giờ mới gặp con. Gặp trích sâu xú. Đầu tiên những bay vô đứng ngay móng nhà. Ông nội thiệt. Cho nó ăn no sao?
cho ngăn miếng. Con này ngăn móc bèo nhầm rồi. Cái con đầu tiên. Quá chua luôn nha anh em. Cả nhà. Quá chua luôn cả nhà ơi. Muốn có được cái video săn cho cả nhà coi thì rất là mệt nha. Mưa nữa. Bãi nè. Mưa quá mưa nha. Quá mưa, quá mưa. Nhớ mẹ luôn nha. Muốn đi về luôn nha. Giờ đi phơi lông nha. Mưa rồi xong rồi quay tiếp nữa nha. Giờ đi phơi lông cho chim, cho chim nó khô cái săn tiếp nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Quay sâu mồi luôn cả nhà ơi. Đi mưa quá quay cảnh bắt không được nhiều cho cả nhà xem nha. Là bãi khó lội lắm. Đây, cameraman banh sát khi gian làm nhiệm vụ. Lội xíu lết không nha cả nhà. Đây, chiến binh Harris. Giờ sâu mồi cho cả nhà xem nha. Nè quay đi không. Đây. Một con trích. Con cú chuyện chuyện hôm nay nữa đây. Đây. Con clip thứ hai nha cả nhà. Bãi sâu quá qua tới là nhổ trụi lông luôn rồi nha. Còn sống luôn. Đây con trích thứ ba. Móc bèo thứ tư nha cả nhà. Rồi, bốn mồi với lại con móc bèo ha rít ngăn rồi cả nhà. Cả nhà xem hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký lại cả nhà bình luận xuống bình luận cho mình đóng góp ý kiến cho mình nha. Đây, mồi nay được như đây thôi cả nhà. Chút xíu về anh em tụi mình làm mồi quay cho cả nhà xem luôn. Đây nha cả nhà. Rồi anh em tụi mình nhổ lông đừng quất nha. Đây. Cameraman đây. Chết khi đang làm nhiệm vụ. Chứ mấy con được mấy cảnh bắt trích nha cả nhà. Đang lội nó chết tại bãi. Thì mắc đồ bột. Nhổ sát tay xuống ông ơi. Bắt dài anh em chứ mình không phải chạy anh em. Đây. Đây. Đây con cú này chim chà bá nhổ chim bay lớn vậy nè. Anh em đi Vĩnh Lộc nè. Anh em tụi mình nhổ lòng rồi xong chế biến. Anh em tụi mình quay cảnh này xem nha. Phiêu hơn xíu cắt khúc này lên rồi. Xong đăng tay ra kẻ ảo không? Quay đưa cho phiêu đăng nè. Nào này
nguyên con nhỏ còn dễ. Nó nhỏ là vậy giờ không nhỏ luôn. Nhỏ mút mèo dày chi. Sao mày không nhỏ con rít kiểu đó giùm tao cái. Con rít với mút mèo lông giống nhau mà. Thôi con này anh dễ đi vậy. Bén nha, thích nha. Thấy ốc nữa nè. Hãy đi sang. Hãy đi sang anh em thừa hưởng sào chẻ cơ hội. Làm được sao ốc nữa nha. Được mua thêm miếng gẹo. Ừ, ơi, nãy giờ không ở. Mua thêm miếng gẹo. Gì? Mua thêm miếng gẹo. Mua gẹ hả? Ừ. Gẹ à, nhậu gì? Hả? Gẹ à, nhậu gì? Không có gì đâu, mua thêm miếng gẹ nữa nhậu. Sao có nhiêu đây ạ? À? Nhiều em nãy sinh con rồi. Sao đẻ hết con hả nha em? Ủa má, đẻ là ba con bự. Đây, để như đây. Một tí xe nhé. Một chút xíu kiếm miếng miếng ngoài nó đủ như thế này. Có gì chưa? Chưa. Má có hành với tỏi đây hả? Là tới khâu chế biến quay cả nhà xem nha. Tiểu lý video về vườn chặt dừa nha cả nhà. Hỏi đường chiên khác á. Chặt dừa là tao thấy tao muốn đá cho mày cái rồi. Quay chặt dừa à? Thầy là chỉ chặt dừa ghê hả? Nè được chưa mày, được chưa? Rồi. Xíu nữa đi. Rồi thôi. Rồi ok. Rồi đồ chặt xong sao trẻ luôn. Ngọt vừa ngọt nha các bạn. Ngọt không? Đứng đi. Ngọt cho uống đồ cái mặt nhăn dữ à. Đứng là cái đây đầu bếp năm sao à. Rồi chào cái đầu bếp nhà hàng bánh sao. Chào cái ai? Chào cả nhà nha. Bạn mình á đầu bếp nhà hàng năm sao nha cả nhà. Nó nấu cũng dẹp hết mấy cái nhà hàng rồi đó. Về về ở ẵng. Nấu ăn cho mấy ngàn công nhân luôn. Nấu đánh tiết canh lúc nào cũng nóng hết á. Canh nóng hổi luôn. Dạ, nó thịt thịt đen á. Lâu lắm rồi mới có lời thịt thịt ăn nha. Tại chỗ anh em đang làm mồi nhậu. Ông nội này làm mồi cho con ăn cơm nha cả nhà. Lâu quá. Thôi tới đây. Đây, hai món. Thì sang làm được hai món trích một tí. Đây là ốc hầm xả. Vê lấy cái nắp gậy lại cái thôi. Chiếu nữa có món rau câu gà nữa nha cả nhà. Rau câu gà nướng. Món này luôn. Câu gà với là lòng nướng. Đây, anh em mới đi mua về. Tự nội. Đây đúng nhà bếp đầu hàng nha, đầu bếp nhà hàng nha cả nhà. Dòng cấp trang trí đâu biết rồi. Rồi hơi bị đẹp rồi. Rồi sắp rồi lên các bạn, sắp dưa leo rồi lên đi rồi cắt cà chua ta chắc sao. Có tỉa ớt thành bông bông hoa được không? Có. Tắt tắt. Sắp không? Đầu bếp này ghê rồi nha. Sắp không? Nè tiễn được đầu bếp luôn. Rõ nè. Chắc mày sắp đàng hoàng, mày sắp mày thải kỹ mày à, nhà thấy đầu bếp mình đàn ông mà nó sắp rồi vậy ok đi cả nhà chơi xin một like nha. Là... cho đầu bếp mình xin like nha cả nhà. Đầu bếp vợ chưa có vợ luôn á. Đó, đầu bếp chưa có vợ luôn nha cả nhà. Cáo luôn. Uống bia ôm như cái máy vậy. Cho má được chứ. Đang quay nó dày được không? Thế anh em làm cực quá. Thì mới vui mày. Ngồi phụ. Làm thiệt phải có lâu lâu phải có hài hước trong đó mới được. Đủ bánh đi. Chẳng khai đi uống gương mà nó hài hước. Nhưng mấy con nói nó đủ má. Nhiều khi đủ có được đạt kèo view. Rồi bớt chuyện chạy lại xíu đi. Kêu mà nhìn em kìa đó. Ngày của nhìn em á.
tao thấy sắp mà ngay chỗ này thưa thưa cái này là tao thấy tao không hợp lý mày rồi. Tất cả đây Lộc ơi. Chắc mà thưa thưa ngay chỗ đó là tao thấy tao quế mày rồi. Ghê không? Ghê quá mày. Không biết ngày làm ra tao thích ăn sao đấy. Ăn nhà đường lắm quá. Kìa, chắc không bà đây hả? Nấu cái thư nó từ lâu đó, nằm trong nhà. Không, thiệt luôn. Đẹp cái này. Này, chút nó chế thịt trích ở giữa nữa là giờ bén liền nha. Không phải ăn nửa mũi. Đây nè, muốn trích cũng xong rồi nha. Chắc là rất là ok rồi nha cả nhà. Hôm nay mình rô tây nước nước nhẹ ăn bánh mì nha. Rồi trúc ra luôn đi đầu bếp 5 sao. 4 sao rưỡi thôi. Rồi 5 sao luôn, cho 5 sao luôn. Mày nấu dẹp nhà hàng mà 4 sao rưỡi 5 sao gì cũng vậy à. Bỏ cái dĩa bên đây mày trúc, tao coi coi. Ê lấy cái giá đi, lấy cái giá đi. Giá đâu? Dạ nó không có cái giá hả? Giá này hả? Để cái chảo bên kia mày múc được không? Trang trí cho đẹp vô múc che cái dĩa là gì vậy? Quá wow, ok. Cái nước nó chút chút ra cái chén hả? Ừ. Nhắc nha cả nhà. Chưa cho tụi nó miếng thôi được không? Không. Ít lắm, mình đang đi từ. Giả bộ hỏi chơi vậy, lo chừa chắc chết luôn. Có làm đồ ăn cơm rồi. Ừ, quên nãy. Nãy có làm đồ ăn cơm rồi. Trời, hít xây. Nói cái gì mũ. Ây da, ngon. Nóng. Sướng. Mày cầm nó, ừ, chứ nóng không? Chứ nóng. Nóng. À, nóng cái này nè. Biết mà hả? Ừ. Ờ, có bụng không? Có dai mà rung không? Rung không hả? Mở cái bình này ra coi. Muốn chín ra nha cả nhà. Đây anh em mình bắt đầu nhập tiệc nha cả nhà. Đây. Ốc. Trích chu ti. Mì gà với lòng nướng. Không mềm đâu. Anh em mình lại rai một vài lon cho ngủ cho khỏe nha cả nhà. Đó. Vô đây. Vô, mời cả nhà cả nhà. Vô. Cạn ơi. Mời cạn nguyên ba. Lỡ mà rồi cạn nguyên. Ừ. Vô. Vô. Cạn cái đi, đẩy cái đầu cạn cái đi. Nào. Rồi tao không dí theo quay được. Nghe em. Cạn cái đấy, mời cả nhà cái. Mời cả nhà, ăn cái đùi. Mời cả nhà ăn cái đùi trích nha. Nói vậy giờ ăn cái đùi. Đầu review đi, ngon không? Ngon. Chưa ăn, ngon. Quên cái đùi, giả bộ giả bộ. Quên cái đùi, giả bộ mời cả nhà cái đùi nha. Ngon lắm cả nhà, thật ngon lắm. Này. Mời mà mấy cái ngon cái gì sao? Ăn đậu bếp 5 sao, ăn làm ăn mày cái nhà ăn cái ấy. Kia thử độc rồi đó. Thử gì mày ra đậu bếp mày trắng mày quất cái ơi. Mày trắng mới nè. Lửa gì lửa kỹ với mày. Cánh. Cánh hả? Sao mà ăn? Ngon, thịt mềm ngon. À, chứ mày ngon. Mày làm mà mày nói giỡn nữa tao cho là đường rồi. Chấm đường hả? Mà cả nhà cái nữa nha. Rồi, anh em mình tạm dừng đây. Anh em mình ăn uống xíu nha cả nhà. Chứ để quay nó dính mấy lon bia rồi vô nó bị dính bản quyền rồi xong lắm nha cả nhà. Hết nha cả nhà.